JK Audio. Nghe chưa đủ, thấy sẽ tin. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube JK Audio Mental ạ. Hôm nay bên em có về một dòng sản phẩm rất là mới trên thị trường cái này đấy ạ. Vâng, một dòng Jaguar. Jaguar thì khá là nổi tiếng trên thị trường đấy ạ. Vâng, nói đến âm thanh Jaguar 203 hay là 506 thì rất là nổi tiếng, ai nói đến ai cũng biết ạ. Vâng, thì hôm nay bên em có về một cái dòng âm ly mà có tích hợp rất là nhiều công nghệ mới, là âm ly Jaguar. Jaguar Suzang đấy ạ. Vâng, KMS 506 Gold bản Classic ạ. Vâng, cũng gồm 4 kênh. Vâng, đây là hàng nhập chính hãng nhé. Nhập chính hãng của công ty nhà máy luôn, có tem nhựa đấy ạ. Vâng, hàng chuẩn của Nhật. Vicomi đó là có cái tem nhựa, rất là đảm bảo đó là hàng chuẩn. Vâng, và những cái tem mã code đấy ạ. Vâng, tem chống hàng giả đây. Vâng, thì đây là những cái dòng bên em nhập chuẩn. Vâng, thì đây là cái tổng thể của cái âm ly Jaguar Suzang KMS 506 Gold. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube JK Audio Mental Show ạ. Vâng, trước tiên thì em thay mặt công ty JK Audio Mental Show cảm ơn tất cả quý khách hàng đã tin tưởng và tin yêu JK Audio Mental Show suốt thời gian qua và đã ủng hộ ạ. Vâng, hôm nay bên em có về một dòng sản phẩm mới giới thiệu đến các bác mọi miền tổ quốc. Vâng, đó là một cái dòng sản phẩm Jaguar thôi ạ. Vâng, thương hiệu khá là nổi tiếng. Vâng, và nói đến Jaguar thì anh nghĩ đến là âm ly 203 và 506. Vâng, thì hôm nay bên em có giới thiệu đến các bác một cái sản phẩm rất là mới mà không để các bác phải chờ lâu, đó là cái âm ly Jaguar Suzang KMS 506 bản Gold ạ. Vâng, mã là bản Classic ạ. Vâng, cũng gồm 4 kênh. Vâng, thì đây là cái sản phẩm mà bên em mới nhập về để giới thiệu đến các bác yêu cái thương hiệu Jaguar và yêu cái mã 506. Vâng, thì 506 cũng ra đời rất là lâu rồi ạ. Vâng, có rất nhiều các bác tín đồ vẫn còn săn lùng. Vâng, thì hiện tại bên em có nhập về một dòng bản nâng cấp của 506 thường. Vâng, thì đây là hiện tại cái 506 đời mới bây giờ đấy ạ, cập nhật công nghệ rất là hiện đại đấy ạ. Vâng, đặc biệt cái này là em giới thiệu các bác công nghệ mới, là cái cách kết nối nhạc bằng Bluetooth. Vâng, và có thêm một cái điều khiển để chỉnh những cái bảng được tích hợp, ví dụ như volume và chỉnh Bluetooth này. Vâng, và điều chỉnh kênh AB này. Đây ví dụ là DAB đấy. Vâng, thì là đây điều khiển bằng cái điều khiển này hết ạ. Vâng, Jaguar này. Vâng, thì đây em giới thiệu cái hộp này. Đây là hộp mới nhập nguyên hộp nhà máy đấy ạ. Vâng, về để nói về cái thương hiệu Jaguar thì thứ nhất cái tem nhựa này ở trên hộp bây giờ phải có này, đây là cái tem chuẩn của nhà máy, không có thể làm nhái được ạ. Vâng, đây là những thông số của nhà máy Jaguar Suzang đấy ạ. Vâng, và đặc biệt cái dòng này là 4 kênh của nó là 1200W chuẩn luôn ạ, 300W một kênh và nhân cho 4 kênh là 1200W, không thể sai lệch được ạ. Vâng, về phía trong này thì có những cái giấy tờ đi kèm của nhà máy đấy ạ. Đây ạ, KMS này 506 Gold Classic đấy ạ. Vâng đấy ạ, toàn bộ là giấy tờ của nhà máy hết đấy ạ. Đây còn thẻ, có thẻ luôn đây này, không thể sai lệch được. Đây có thẻ của nhà máy đấy ạ. Đây là hình dáng của tem nhựa này, và có thể check mã code này theo điện thoại này. Đấy, thì các bác mua các bác sở hữu các bác có thể cào đây, là phía sau là cào này, cào mã số đó, sau đó các bác gửi đến công ty Comi đấy, và các bác sẽ nhận được cái tin nhắn của cái sản phẩm này. Vâng, đây là toàn bộ giấy tờ đấy ạ, catalog đấy ạ, giới thiệu về cái sản phẩm âm ly 506 bản Gold Classic. Vâng, rất là đầy đủ giấy tờ cho các bác trong cái hộp sản phẩm này. Đây thì em để gọn đây ạ, để tí em cất đi. Đây em chỉ giới thiệu cho các bác về cái diện mạo và cái công nghệ. Vâng, đây các bác nhá, bên em đang kết nối bằng Bluetooth đấy ạ. Vâng, công nghệ rất là mới, rất là hay. Vâng, nói chung là cuộc sống thay đổi và công nghệ cũng phải thay đổi. Vâng, thì cơ bản về cái giao diện thì cũng phía bên tinh chỉnh của mic này, của echo này, và của giải âm nhạc này thì cũng là hao giống như cái bản cũ đấy, cũng không khác gì nữa ấy.
nhưng ở bên phía tay phải đây ạ. Vâng, cái bên bên bản logo và tên mã thì nó có thêm một cái hai núm tinh chỉnh này, và có những hiện kênh ở đây này, nó thay đổi hoàn toàn luôn, và có cái mắt để soi cái điều nhận điều khiển đấy ạ. Vâng, cái điều khiển. Và cũng đây là có chế độ Bluetooth này. Đây Bluetooth ở đây ạ. Đấy, và đây nữa ạ. Vâng. Hai cái nút này, đây là chọn chế độ Bluetooth và không. Đây đặc biệt là cái Bluetooth này vẽ đấy ạ. Vâng, thì hiện tại bên em đang chạy bằng Bluetooth đấy ạ. Vâng, về giao diện thì không khác gì mấy. Thì đây là có hai cái tem này, tem nhựa này. Tem nhựa của nhà máy này. Vâng, và cái tem của tông chống hàng giả đấy ạ. Vâng, công nghệ thì cũng khá là hay. Vâng, em quay ra phía sau đấy ạ. Vâng, phía sau thì có một điều đặc biệt, đó là có một cái anten. Đấy ạ, có anten mà em cắm sẵn đây ạ. Vâng, để nhận tín hiệu sóng đấy ạ. Vâng, và cũng gồm 4 kênh đấy ạ. 4 kênh phía dưới đấy ạ. Đây cũng 4 kênh. Đấy, và những cái tín hiệu đầu vào kết nối cái jack thông thường thì vẫn có, không bỏ. Vâng, vẫn line-in này, line này, out này, jack này, music này, các cổng này, thì music input này thì nó vẫn hao giống cái bản cũ. Chỉ đặc biệt là nâng cấp về cái mặt của Bluetooth. Đấy. Vâng, tích hợp rất là tiện. Và điều khiển này em có thể chỉnh này. Đây, cái điều khiển này anh các bác có thể chỉnh theo nhìn nó di chuyển đấy ạ. Đây ạ. Đấy, to nhỏ đấy ạ. Rất là tiện. Đấy, lên cả hai kênh luôn này. Đấy. Đấy, chỉnh rất là dễ. Vâng, và cái bên này thì là chỉnh cho từng kênh một đấy ạ. Đây, to này, nhỏ, từng la một đấy ạ. Đây ạ. Đấy. Đấy, và bên trái này là bên phải lại cũng vậy ạ. Đây, cho nhỏ lại. Đấy. Vâng, còn ở giữa này núm đỏ đây là lên cho cả hai luôn này. Đấy, lên cả hai luôn ạ. Đấy, rất là tiện. Đấy, em đang kết nối bằng điện thoại đấy ạ. Vâng, khá là hay. Vâng, còn đây là AB này, chọn ví dụ là chọn A này. Đây ạ. Đấy, chọn cổng A này, chọn cổng B này, chọn cổng C này. Đấy, thì rất là tiện đấy ạ. Ở phím phím này ạ. Nhưng các bác đưa vào cái mắt thần đấy ạ. Đấy. Đấy, em chọn đang cắm ở cổng B, em ấn B này thì nó ra luôn, nhận lệnh luôn, nó không phải ấn ở đây nữa. Đấy, rất là tiện. Về cái giao diện thì không khác gì mấy, chỉ khác phía bên phải thôi. Thường thường ở đây là có 4 dải đèn, thì đây nó chỉ tích hợp bằng 4 đèn thôi ạ. Vâng, để hiển thị giải âm. Còn đâu là sẽ ngắt đi và thay thế bằng hai cái núm tinh chỉnh của hai loa bằng Bluetooth. Vâng, công suất là quá chuẩn các bác nhé, 4 kênh 300W một kênh thì là tổng là 1200W. Vâng, sau đây em sẽ mở cái lỗ thắt này ra để xem cái phía bên trong. Vâng, không để quý vị và các bạn chờ lâu thì em đã bỏ sẵn ra cái nắp phía trên của cái âm ly Jaguar 506V Classic. Vâng, thì đây phía trong nội thất đấy ạ. Vâng, em cùng các bác cùng xem và trải nghiệm nhé. Vâng, đây đặc biệt là dòng công nghệ mới, dùng công nghệ Class D. Vâng, dùng những cái mạch dán rất là hiện đại. Và đặc biệt là những cái con tụ và con sò được làm mát rất tốt. Đây các bác cùng trải nghiệm đấy ạ. Vâng, nguồn rất là to đấy ạ. Đây, nguồn đây là nguồn đấy ạ. Nguồn rất là to và cao, đặc biệt là rất là cao. Đây ạ. Đây, là phải mười mấy phân đấy ạ. Đây là cục nguồn. Vâng, các bác để ý những cái sợi dây điện này. Rất là gọn, rất là gọn. Không như các cái dòng mà được làm gia công. Rất là gọn, từ những đường nét, từ những cách sắp xếp của dây. Vâng, rất là gọn như các bác nhé, không rườm rà đâu ạ. Vâng, đặc biệt đây là dòng công nghệ mới, công nghệ Class D. Vâng, dùng những toàn bộ là mạch dán hết ạ, vì thế là nó không bao giờ nóng như những cái bản thông thường. Đây, nói chung là cái dòng này rất là hiếm, không phải ai cũng có thể được chiêm ngưỡng phía nội thất phía bên trong. Vâng, bên em có nhập về và bên em hy sinh một con để cho các bác cùng trải nghiệm, cùng xem. Vâng, đây là những cái
thương hiệu Jaguar răng được dập đây. Vâng, các bác nhìn để ý những cái mạch, những cái con tụ được xếp. Vâng, toàn bộ được dập chữ Jaguar hết ạ. Cả phía mạch dưới đây ạ. Thông số kỹ thuật rất là đầy đủ. KMS56V Classic ạ. Đây. Từ những chi tiết nhỏ nhất của nhà máy, người ta cũng phải dập tất cả thương hiệu của mình lên trên hết. Đây ạ. Rất là nhỏ đấy ạ. Đây, phía dưới đây này còn một cái nữa này. Đây ạ, quay sát cho các bạn. KMS506G đấy ạ. Gold Classic đấy ạ. Vâng, chữ ở dưới đấy ạ. Bác nhìn tổng thể luôn nhé, khác hoàn toàn với cái bản 506 thường mà trước đây đã sản xuất. Vâng, trông như một cỗ máy ấy, trông như một chú robot luôn ạ. Đây cánh đàn nhiệt này, đàn nhiệt nhôm này. Và các bác cứ bảo cái công nghệ glass D, glass mà mạch dán nghe rất là sợ, nhưng thật sự là công nghệ thật sự rất là mới đấy ạ. Cái chất âm rất là sạch sáng, nói chung là nghe cái chất âm nó khác hoàn toàn những cái mạch thường ngày xưa. Áp dụng công nghệ rất là tinh vi. Còn phía trong này có một hộp linh kiện ở phía bên trong đấy ạ. Em chưa bỏ ra được phía linh kiện bên trong. Vâng, các tín đồ mà của Amni Jaguar 506 ấy, thực sự là sở hữu một cái 506 mà bản mới bây giờ thật sự là khá là hấp dẫn, vì là tích hợp nhiều công nghệ chất nhạc sạch và sáng, đặc biệt là công suất cực kỳ lớn. Đây, em đang cấy ghép một đôi loa full đấy ạ. Vâng, nó có thể đánh kẹp thêm một đôi nữa, đánh khá là căng luôn ạ. Vâng, sau đây em sẽ ráp lại cái mặt này và em cùng các bác cùng trải nghiệm nhé. Về nghe chất nhạc ở hát karaoke hay ra làm sao. Vâng, công nghệ glass thì rất là hiện đại, rất là hay, làm bằng những cái mạch dán cho cái chất âm sạch, và đặc biệt là không bao giờ nó nóng, không bao giờ nóng. Cái công nghệ glass thật sự là mát, cái con sò tụ không bao giờ bị nóng như ngày xưa là rất là nhiều sò, nhiều tụ thì làm nóng cái âm ly do quá trình sử dụng lâu dài. Vâng, thì đặc biệt là công nghệ glass nên không bao giờ nó bị nóng và chỉ được làm mát thôi ạ. Vâng, về cách kết nối Bluetooth với cái âm ly Jaguar KMS506G Classic thì các bác đầu tiên ấn Select này, Select Bluetooth này, sau đó các bác ấn Mode này, Mode, sau đó bắt đầu các bác vào điện thoại bật chế độ Bluetooth thì các bác sẽ dò được cái Bluetooth của cái âm ly Jaguar này, tên nó là Jaguar luôn ạ. Thì các bác kích hoạt vào là sẽ tự nhận, tự kết nối. Vâng, cũng rất là dễ thôi ạ. Vâng, điều khiển này khá là hay, khá là hấp dẫn. Vâng, để em chỉnh này. Đây, các bác nhìn rất là tiện. Đấy, các bác có thể chỉnh to nhỏ từ xa được, hoặc là chỉnh từng loa một. Đấy, rất là hay. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em hát một đoạn nhạc karaoke để test với cái âm ly Jaguar KMS506G này, Classic này cho các bác nhé.
Đã bao giờ em yêu anh dù chỉ một lần, hay chỉ là một giấc mơ mà em nghĩ chưa tồn tại bao giờ? Em đã từng khóc vì anh chưa? Chắc chưa chắc vì anh là người thương. Anh xin dừng để nói em yêu thương. Cất cả lời nói không một ai biết được. Em ơi anh muốn đi cùng em, đi hết đoạn đường đời. Ở nơi đó chỉ có anh và em thôi. Nơi em mình nhà hôm nay, tất cả là sự thật. Nhưng điều đó chẳng cho là không phải cơ. Bên em giờ đây chắc có tôi đã chẳng đầy. Anh yêu và những em lại phá cùng bằng cơn. Em ơi anh lạnh lắm anh sao khi đau đầy. Xa xa như em thương anh có được không? Có bao giờ em nhớ không? Đã bao giờ em thương anh dù chỉ một lần, hay chỉ là một giấc mơ mà em nghĩ chưa tồn tại bao giờ? Vâng, sau khi bên em đã test một đoạn nhạc karaoke đánh giá cái âm Lisa Gua KMS506 Gold Classic công nghệ mới. Vâng, vâng, công nghệ Class D và sử dụng bằng những cái mạch dán công mạch dán rất là tốt và cho chất âm rất là sạch, sáng và đặc biệt công suất khá là lớn nhé. Vâng, đánh rất là căng, chất âm cực kỳ là quyến rũ. Vâng, bác nào mà muốn sở hữu cái Jaguar 506 Gold Classic này thì các bác hãy đăng ký kênh YouTube thì cả audio minh số và các bác cũng để lại số điện thoại cho bên em để bên em tư vấn trực tiếp cho các bác nhé. Công nghệ rất là mới đấy ạ. Vâng, sau cùng thì Zika Audio Linh Số thì chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc sức khỏe dồi dào và chuẩn bị đón một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý ạ. Vâng, xin chào các bác và hẹn gặp lại vào các clip sau.